Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử Văn Chắc của mình ha. Thì hôm nay mình có một cái video ha anh em. Mình hướng dẫn cho anh em sửa cái mạch này ha. Thì thật sự thì tới cái thời điểm này thì không còn gọi là hướng dẫn nữa ha. Nhưng mà vì lý do là các bạn nó cũng muốn kiểu như học, cũng như học hỏi cách sửa thêm á nè, cho nên là gửi cho mình cái mạch này ha, và kêu mình làm cái video thì thôi, như vậy cũng tạm chấp nhận được ha. Chứ còn anh em mà kêu mình mà hướng dẫn chi tiết từ A đến Z là không có thời gian nha anh em ha. Với lại là anh em nhiều anh em yêu cầu mình là hướng dẫn sửa từ xa đi rồi anh em giải phí, nhưng mà thật sự là nó là một cái điều khó vô vô cùng khó khăn anh em. Lý do là tại vì anh em cần thiếu một con linh kiện thôi là bắt đầu cái buổi hướng dẫn đó là không có trọn vẹn này, là không có được này. Mất rất nhiều thời gian của mình lắm ha. Rồi thì cái mạch nhận vô là nó chỉ còn có một con chỗ này thôi, còn mấy con này là mất hết rồi, mấy con này là tháo hết rồi, nhưng mà bạn có gửi kèm cho mình ha. Nhưng mà mình chỉ tận dụng lại hai diode két này thôi ha, hai diode két, hai diode xung ha. Còn lại là MOSFET thì đo dẫn sóng, nhưng mà MOSFET thì đo dẫn dẫn sóng nhưng mà chất lượng của nó thì không có đảm bảo nha anh em. Đây gọt ngoại trừ là mình vệ sinh cái chân của hai con này, mình cắm vô thì mình chưa làm gì hết ha. Mình chỉ lấy xăng thơm mình vệ sinh cho sạch ba cái nhựa thông thôi, như vệ sinh chỗ cái ngõ ga lo nè ha. Anh em thấy mình dùng hút gì mình hút rất là sạch ha, để ngừa cái trường hợp mà anh em mà hàng dây điện mà nó bị tư 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 qua tư lại, nó chập cái ngõ ga này sửa hoài là hư hoài nha anh em. Đấy, rồi ngoài ra chưa có đụng chạm gì hết ha. Rồi thì bây giờ để mình sẽ kiểm tra bốn cái con MOSFET của bạn ấy ha. Thì trong đây nó có hai con MOSFET 3205 là MOSFET nguồn, và hai con MOSFET công suất 4620, hai con trên công suất, hai con dưới nguồn. Đây, kiểm tra cho anh em xem ha, là tại sao mà mình chơi ha. Rồi đây để thằng đo diode ha. Rồi đầu tiên là MOSFET nguồn nè, 0.5 tốt, nói chung là MOSFET còn sống nha. Rồi này là không lên nè, anh em quan sát ha, nè là không có lên nè ha. Rồi là khi mà anh em kích cái que đỏ vô chân gờ nè, kích vô đây thì đo hai này nó lại lên nè, đó là mới đúng MOSFET chuẩn tốt nha anh em. Kích vô nè, nè anh em thấy không, lên nó còn 0.2 ấy, có nè là cái chất lượng của MOSFET nó đã không còn tốt nữa nha. Cái số nó càng cao thì chất lượng MOSFET nó càng dở ha. Thì anh mình nói một cách dễ hiểu cho anh em biết là cái con MOSFET này là nó giống như là một cái công tắc nha anh em, nó giống như là một cái công tắc của mình thôi. Anh em cứ tưởng tượng như như thế, khi mà có một cái điện áp ha, kích vô trong cái chân gờ này nè, kích vô chân gờ này nè, thì lập tức thằng D với thằng S nó thông nhau, giống như là anh em đóng cái công tắc lại mà nó thông luôn vậy đó anh em ha. Đấy, và con transistor thì nó cũng thế, nhưng mà cái con MOSFET thì nó hoạt động ở cái tần số cao hơn. Có nghĩa là ví dụ như là con transistor một nó hoạt động ví dụ như là một giây đi, có thể đóng mở được 50 lần, thì cái con MOSFET này hả, nó chạy là hàng ký lô hết, thậm chí là hàng trăm ký lô hết, có nghĩa là trong vòng một giây là có thể đóng mở được vài trăm lần ha, thậm chí là vài ngàn lần là chuyện bình thường nha. Đấy, thì nó chỉ khác nhau ở mình diễn tả cái từ dân giả đó cho anh em dễ hiểu thôi, là khác nhau giữa MOSFET và transistor là như thế đó nè ha. Rồi tới cái con công suất nè, con MOSFET công suất nè thì vẫn là 0.5 nè ha, ở đây là nó sẽ không lên nè, đây là nó không lên nè, mình kích vào trong cái chân gờ cái nè, mình đưa lên đây này, anh em thấy cái này nó còn cao hơn cái con MOSFET nguồn nữa ha, 1.8 luôn nè, rất là cao ha.
rất là cao ha. Rồi mình sẽ bỏ qua một bên, mình sẽ lấy một cái con móc khác mới rồi mình đo cho anh em xem thử ha, chứ nó khác nhau gì về cái gì. Rồi đây là hai con 4620 mới ha, và loại này là mình mua là cái loại tốt ha. Thì con MOSFET đó anh em, mà nó phải chuẩn mới mới được nha. Nếu mà MOSFET dởm nên em đưa vô mà nó chết thì nó dẫn tới là chết theo IC ha, chết theo IC 2092 đấy. Đấy, cho nên là MOSFET là phải chuẩn mới 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 được nha. Và hôm vừa rồi mình có sửa một cái mạch mà T21 ạ. Mình có tận dụng lại con MOSFET cũ ha, thì khi mà mình kéo nhạc ở cái mức độ maximum mới là nó tiếng nó bị nghẹt nha anh em. Tiếng nó bị nghẹt, nó hơi méo méo nhẹ, mình nghe kỹ mình sẽ nghe được ha. Cho nên là mình không có nguồn MOSFET, nguồn thì mình có thể tận dụng lại ha, nhưng mà MOSFET âm thanh, MOSFET âm âm thanh, MOSFET công công suất đây nè, thường thường mình thay mới hết, mình không có tận dụng lại mấy cái con cũ ha. Đây mình đo cho anh em xem nè nha. Đây hai cái chân nè, DS nè 0.5 nha. Rồi bên này mình đảo que nè nè, quen đây ha, mình đã quen nè là nó không lên nha, nè nó không lên ha. Rồi khi mà mình kích cái que đỏ quanh 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 đây nè, nó lên, mở lên thông luôn nha anh em thấy không. Đây, nó 0.026 nè, giống như cái que nó chập là gì nè anh em thấy không, 0.00 nè đấy, 0.026 là nó rất là thấp nè anh em thấy không, đấy nó gần như là thông luôn đấy. Đấy, đương nhiên thì nó sẽ bị hạn chế bởi bởi lớp bán dẫn, ha, PN mà nó không có dẫn thông trăm trăm được nha anh em. Đấy, nhưng mà như MOSFET như thế này là hiệu suất tốt nè. Đấy nha, đó là cái vấn đề nói thêm về cái mà anh em sửa mạch có khi mà nó bị không hoạt động được á. Rồi ha, rồi trở lại với cái mạch này ha, thì bây giờ đầu tiên là vô chưa có gì hết thì mà anh em kiểm tra cho mình, ở đây nó có hai cái con điện trở, hai G2 chỗ này nè, kiểm tra cho mình ha, nó thông là được ha. Kiểm tra hai con này đầu tiên cho mình nha. Đấy, cái con này là cái dao động, cái xung nó xuất ra là nó sẽ qua cái con này rồi nó mới kích vô trong cái chân G nha anh em. Con này mà bị tăng trị hay là bị đứt thì nó kích là yếu ha, nó không có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh nên là xử hai con nó trước cho mình ha. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình cắp cái nguồn vô nè. Bây giờ bắt đầu cắp nguồn vô. Thì anh em lưu ý ha, anh em lưu ý là sửa cái này là anh em cắp nguồn từ biến áp ha, anh em cắp nguồn từ từ cái biến áp trước ha. Đừng có dùng cái nguồn 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 bình để mà mình sửa mình test ha. Cắp nguồn từ biến áp trước để mà lỡ mà nó có chập gì gì á thì ở đây nó sẽ mình làm cái chu điện mình nó qua cái bóng đèn anh em thì nó đỡ ha. Còn anh em dùng cái điện áp bình này để anh em thử là ở ngoài phía công suất hay là những cái phía ngoài này chập là MOSFET chỗ cái kích lên nguồn cộng trừ là chết theo nha. Đây rồi, đây là mình kiểm tra này, đây mình lấy mát ngay trên cái chân này nha. Rồi, lấy mát trên chân biến áp ha. Rồi bây giờ kiểm tra bật công tắc lên nè ha. Đầu đầu tiên thì giờ quan sát cái bóng đèn, gọi là bóng đèn xanh này nó sáng, nó sẽ bóng đèn đỏ này sáng là chứng tỏ cái nguồn cho sạc ắc quy là có rồi nè. Hay cái nguồn này có thì cái nguồn phụ nó mới có hay nè, 14.4 này ha. Thì cái nguồn phụ này nó mới có nè, có nguồn 9V nè. Ừ, 8.9 ha, nguồn 5V có nè. Đấy ha. Rồi, về cái nguồn V trừ ha. Nguồn V trừ nó đang là 0.6, hiện tại đang mất nguồn V trừ nè anh em ha, đang mất nguồn V trừ ha. Thì anh em sửa làm sao cho nó ra đầy đủ được hết cái nguồn ha, mới tính tiếp ha anh em. Rồi thì đang mất là cái nguồn V trừ ha. Rồi đặc biệt lưu ý một cái nữa 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 ha, anh em sửa rất nhiều không thành công ha, là do khi mà anh em thao tác anh em không có xả điện nè anh em, coi mình xả điện nè. Rồi em mình xả điện ha, rồi mình đo lại hai này cho anh em xem. Đây là cái nguồn B trừ với B B B B cộng nữa nè mấy. Khi mà anh em không xả điện á, điện nó còn ngậm lại ha, ngậm lại trên bốn con tụ này ha. Thì anh em khi mà tác động vô sửa ha, đưa
đưa cái đầu này đo rồi hàng mỏ hàng ha, rồi hàng mỏ mỏ hàng đưa vô là nó sẽ chập ha, nó sẽ chập nổ, nó sẽ chết những cái xung quanh nữa ha, nó sẽ chết những cái khác nữa ấy, cho nên là vấn đề anh em lưu ý ha. Thì bây giờ cái nguồn âm là thì liên quan tới cái con A940 nè, còn A940 ở chỗ này nè, thì anh em nhìn quan sát nè, ở đây nó có con 10 ohm nè, anh thấy không, con 10 ohm nó lấy rồi nó đưa vô trong cái chân giữa của cái con này nè. Thì kiểm tra con 10 ohm này ha, thường thường thì cái con 10 ohm thì nó cái chỉ số nó khá là nhỏ nha anh em, thì nó chỉ để làm một cái giống như là điện trở cầu cầu chì nha, để bảo vệ thôi. Đấy, thì bây giờ mình để cái thang đo thông mạch nè, nhưng mình đưa cho con 10 ohm là nó không lên nè, anh em thấy không, nó không lên nè. Đấy, giờ mình tiến hành mình thay con 10 ohm đó đi ha. Bây giờ trước khi mà bây giờ trước khi thay con 10 ohm đó ha, trước khi thay 10 ohm đó thì bây giờ tháo cái con A này ra. Cái này tháo dễ lắm anh nè, đưa cái mỏ hàng vô ba chân này rút ra cái là nó ra ha, nè và nó không có bị lấy đi cái phần lỗ xuyên ha, cũng như là cái phần đường mạch của chúng ta nó còn rất là đẹp ha, nè anh em thấy không. Rồi ha, xong sau đó rồi anh em dùng cái hút chì, anh em hút lại ha, đây anh em hút lại cho nó có cái lỗ chân linh kiện để hỏi anh em sọt xuống ha. Đấy, đó là cái phương pháp mà hiệu quả nhất ha, chứ anh em đừng có để nguyên linh kiện mà anh em tiến hành em hút như như này ha, nó khó ra lắm nha, rất là khó ra nha anh em. Đấy, cái gì cũng phải có cái phương pháp mà anh em làm nhiều sẽ có kinh nghiệm ha. Mà cái này mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều ở trên kênh của mình nè, hầu như video sữa nào cũng có nói hết mấy này, mấy cơ bản hết à. Thường thường mà mình thấy mấy anh em đâu chú ý tới mấy cái vấn đề cơ bản này đâu, anh em chỉ chú ý là cách sửa được không được như thế nào thôi ha. Nhưng mà khi mà linh kiện mà anh em không có hàng hút, không có hàng khò được tốt ha, anh em sửa nó không chạy đâu, cái đường mặt nó xấu, nó làm nó đứt nó tè le hết ha, thì mặt nó có nó chạy nó cũng không có bền nha. Rồi thì bây giờ bỏ này qua bên, mình tiến hành mình đo cái con A940 này xem cái nó còn sống không nha, không 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 nha. Rồi nè, lên nè, hai lần lên nha anh em, đảo lại là sẽ không lên, rồi đảo lại không 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 lên, đo CE luôn, CE không lên. Rồi con này tốt nha, con này tốt nha. Giờ tiến hành mình thay cái con đi chở người ôm cho này nha anh em, rồi anh em mình thay con điện trở mới nè ha, thay điện trở mới nè ha. Con điện trở 10 ohm là nó thông gì nè, nó kêu à, anh em thấy không, 10.5 mà ha. Rồi thông ha, bây giờ mình cắm cái Nga 940 vô nè ha, cắm Nga 940 vô nè. Này các bạn này làm nó cũng cái đường đường mạch nó cũng còn rất là đẹp, chưa đến đỏ hư ha. Cái mạch này ha, mạch này mình nghĩ là nó chỉ bị một là lỗi bảo vệ, hay là lỗi nguồn thôi ha. Nếu mà mới luôn đó, đưa cho mình sửa thì mình nghĩ là rất là mau quá. Còn mà cái này mà tháo hết rồi, tại vì mình đo mất phép là nó chưa chết rồi, tháo hết rồi thì không biết cái vấn đề, vấn đề nó như thế nào ha, cho nên là đóng mốt phép mới mình bắt buộc phải đóng IC mới nha anh em, đừng 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 đừng, đừng có tiếc mà đưa con IC cũ vô nó bị lỗi nó đẩy cái là chết cọc mốt phép là gần cả 100.000 á ha. Thì nãy mình có tháo cái con tụ ở chỗ này nè, để mình thao tác cho thay con 10 ohm chỗ này cho dễ nè. Giờ mình gắn lại ha, 10 ohm chỗ này nha, nè 100, 100 là 10 ohm nha anh em đừng có nói như là một cái điện trở cầu chì để giống như nó bảo vệ khi mà nó chập cái gì đó là nó bị đứt, nó sẽ bị đứt cái con đó ha. Giờ mình không rồi mình có nhận một cái mạch ha, mình thấy thay cái con đó, cho anh em thay con đó thành 100 ohm là sai nha, 100 như là 10 ohm thôi nha. 10 ohm thôi nha anh em, không phải 100 ohm nha, em đưa 100 ohm vô là nó không chạy đâu nha. Rồi nè ha, thì cái mạch này ha, cái gì không biết anh em phải sửa cho mình là bằng được
phải sửa cho mình là bằng được cái nguồn nó phải chạy nha, cái nguồn nó phải chạy, nguồn cái nguồn phụ anh em, rồi còn cái công suất thì để mình sửa sau ha, tại vì cái phần công suất nó liên quan tới phần nguồn nha. Rồi nè, để lại thang đo điện áp ha, lấy mát chỗ này. Rồi nè, đây nguồn âm này có âm 8.5 ha, có dấu trừ phải chứ anh em thấy không? Rồi. Âm 8.6 ok ha, nguồn dương là 8.9 nè, đó, nguồn 5V nè. Rồi chỉ có ba mức nguồn đó thôi nha. Rồi còn cái nguồn 12 thì cái nguồn 12 ra thì nó ra 14 chấm mấy là của cái thằng sạc này nè, thì đó cái chân sạc ha, nhưng mà có nguồn 9V là có nguồn 9V thì tự động cái nguồn này nó có rồi ha, tại vì cái nguồn này nó sẽ qua 7809 để nó cho ra 9V, chỉ vậy thôi ha. Rồi ha, nguồn nó có ha, rồi bắt đầu mới kiểm tra tới phần công suất nè ha, kiểm tra tới phần công suất ha anh em. Nên mình đo cái nguồn cho anh em xem trước nè, nguồn dương nè 44.5 nè, nguồn âm nè 44.2 rồi ha. Rồi đầu kiểm tra ha, cái bây giờ là bắt đầu kiểm tra về cái phần con IC nha, phần chỗ IC công suất ha, thì mình dời để mình dời cái máy quay qua bên đây. Rồi giờ ở góc độ này cho anh em dễ thấy ha, mà mình cũng dễ sửa nữa ha. Rồi nè, nguồn chân số 1 nè, cái 5.1 ha, rồi đây 5.1 chuẩn nha. Rồi chân số 6 ha, 8.7.6 nè, âm 5.1 nha, đây âm 5.1 chuẩn nha. Đấy. Rồi cái nguồn ở cái chân số 12, chân số 12 thì đo so với chân 10 nha anh em. Chân số 12 đo so với chân 10 thì nó được là 12V, là cái nguồn VCC cấp cho cái con IC á. Nhưng mà ở đây mình đang lấy mát nè, ở đây mình đang lấy cái que này là mát nè ha. Cho nên là cái nguồn 44 này ha, 44 này anh em sẽ trừ lại cho 12V cho mình ha, trừ lại cho 12V là cái nguồn cấp á. Đấy, nguồn cấp cho IC thì nó ra tầm được 32V ha, 32V. Nè, đây ha. Thì ra được âm 32 nè, chuẩn ha. Là ngay chân nhân số 12 anh em đó. Thì anh em muốn đo chân 10 so với chân 12 thì đo. Còn anh em lấy mát thì anh em lấy cái nguồn, lấy cái mức nguồn chính nè, anh em trừ đi cho 12V ha. Thí dụ như cái nguồn chính này mà cấp mà 5 mấy V á, thì anh em trừ cho 12V. Thế ví dụ như 52V trừ cho 12V thì còn lại 40. Nó vậy ha. Rồi, ba mức nguồn đó là có, ba mức nguồn đó là ok rồi, là được ha. Còn cái chân số 5. Chân số 5 là chân 5.1, khi mà anh em đóng IC vô nó chạy rồi thì chân số 5 đó nó mới ra áp nha. Còn không, còn mà chưa có IC vô thì chân số 5 đó nó chưa có điện áp ha. Rồi. Rồi bây giờ anh em tháo ra là anh em nhớ một cái điều cho mình ha, là bắt buộc là anh em phải đưa bóng đèn vô xả điện cho mình liền ha, đưa bóng đèn vô xả điện liền ha, để anh em mà hàng kho IC vô là rất nguy hiểm ấy. Điện nó còn ngậm lâu lắm ha. Ở cái mạch này, nó không có cái chế độ xả ha, mạch này nó không có điện trở để xả. Khi mà anh em mà sử dụng mà cái công suất nó đang chạy á, thì nó tiêu tốn cái lượng điện năng ha, thì nó tự động nó hết thôi, nó tự động nó hết điện thôi. Còn khi mà này công suất nó đang không chạy là nó ngậm điện rất là lâu ha, ngậm điện lâu lắm. Vừa làm video vừa quay thì nó rất là mất thời gian nha, lâu lắm ha. Nhưng mà thôi ha, cũng gán làm để cho mấy anh em mới được có thêm một cái kiến thức để mình tự mình làm ha. Đây con IC nè, hay mình mua là nguyên nguyên băng như thế này ha anh em. Rồi con IC nè, yeah.
Ở đây mình sẽ không dùng cái máy khò luôn, mà mình dùng trực tiếp bằng cái mỏ hàn nha, cho anh em tham khảo luôn nè. Anh em mình không cần biết anh em dùng máy khò hay là dùng mỏ hàn hay là cái gì, thì anh em cũng phải có cái mỏ hàn này cho mình ha, để mình đưa một lớp mỏ hàn vô ha. Miếng bụi ra rồi đưa lớp mỡ hàn vô ha. Ở đây thì mình tạm thời mình tháo một cái con tụ ở chỗ này ra ha, tháo ra để cho nó chống cái chỗ để mình gà, cái chân linh kiện ha. Rồi chân số 1 nằm ở hướng này luôn ha. Hiện tại đang làm giác tối nên em 10 giờ 10 giờ giờ khuya, bộ họng nó rớt xuống quá quá bộ họng rồi. Rồi ha, anh em cố định một chân ha, rồi điều chỉnh cho nó ngay đúng cái trạng thái hay, rồi nhận con IC xuống, nhận mạnh xuống, chà vuốt gì nè đó. Đó là mục đích mình tháo con tụ này ra nè, vuốt nó không bị dướng tụ ha. Rồi phía trong này cũng cũng vậy nè, rồi chà trong chà ngoài liên tục ha, cho cái lúc nó còn nóng á là mình đè cái xe mạnh xuống. Để làm gì? Để nó tiếp xúc, tốt với cái PCB ở phía dưới á. Khi mà nó chạy, khi mà con xe nó hoạt động á, là nó khi mà con xe nó hoạt động á, là nó có cái lớp PCB dưới nó giải nhiệt, giải nhiệt phụ cho cái con IC ha. Con IC này nó hoạt động nó cũng có tỏa nhiệt ra nha anh em, chứ không phải là không nha, không phải là nó mát rượi như con T494 nha anh em. IC công suất mà. Rồi em gắn con tụ lại ha. Ở đây mình dùng cái mỏ hàn dao mà nó dễ lắm ha, cái đó dân tụ này mình đưa vô như là nó dính nè, mình nhận mạnh xuống, tiếp xúc tốt rồi ok ha. Giờ xích ra một chút nó thẩm mỹ rồi. Rồi ha anh em, rồi mình ví dụ mình lấy xăng, ha, xăng xăng thơm với cái mình vệ sinh đó, tại vì mà khi mà anh em cũng hàng á, mỏ hàng này nè, cái lượng chì, rồi cái lượng rồi cái kim kim loại trong cái đầu mỏ hàn nó có khi nó rớt ra, nó cũng có khi nó chạm ha. Nên lấy chà vệ sinh sơ qua một cái rồi. Rồi ha, thì ở đây cái mạch này sau khi mà sửa xong ha, mình sẽ phích cái lỗi mà bảo vệ ha anh em, có nghĩa là mình không có cho nó, nghĩa là mình không có cho nó bảo vệ quá tải luôn ha, để tránh cái tình trạng mình hát bị ngắt ha nè. Đấy có nghĩa là sao, nó sẽ lấy một cái nguồn, sẽ lấy từ một cái nguồn ha, thì nó sẽ qua cái lớp zener để mà nó đưa về cái chân số 5 để nó bảo vệ ha, khi mà cái nguồn nó đang đủ á. Nhưng mà cái nguồn nó đang đủ ha thì ok chạy bình thường không có gì ha. Khi mà anh em mà đưa cái tải mà lớn quá ha, thì nguồn nó sẽ bị sụp xuống anh em, nguồn sẽ bị kéo sụp về ha, nó sẽ tổn hao nhiều, thì nó sụp xuống tới mức nào đó thì nó không có đánh thủng qua con zener nữa ha, thì ngắt liền, ngắt bụp liền ha. Đấy, như thường thường thì một thời gian sau, một thời gian thì con zener nó bị lỗi ha, zener nó bị lỗi. Thì ở đây anh em tiến hành đóng mốt phép vô luôn nha, đây mình đóng mốt phép vô luôn nè. Đấy. Theo lý là chưa được đóng mốt phép nha anh em, cắm vô thử một cái ha, nhưng mà ở đây mình cứ đóng luôn đi ha. Nếu mà con IC xịn thì chắc chắn là nó sẽ không có hư ha, chắc chắn là nó sẽ không có hư. Mình làm đúng ha, con IC nó còn chạy hay là đưa vô là mốt phép nó sẽ không hư đâu nha. Và mình cắm này vô thì nó sẽ có cái đường ra là 0V ha, đường ra 0V nó hồi về cái con IC á, nó hồi về con IC á thì
thì cái bóng đèn báo xung nó mới báo ha, giờ mình mới đo được mấy cái thông số ha, thì nói chung là sửa theo kinh nghiệm thôi, nhưng mà như vậy thì mới đo được ha, còn anh em mà có đồng hồ mà đo tần đặt tần số thì khỏi, anh em đo ngay trên cái chân, khỏi đóng mốt phép vô, anh em đo cho cái chân ghê á, đo cho chân ghê của mốt phép nó ra tần tần số mà hàng ký đâu hết là đo được ha, còn nó nhảy là còn nó nhảy là tạch là tạch mà vài chục hết là nó chưa chạy á. Mà đây mình sửa quen mình đóng luôn, đóng mốt phép vô luôn ha. Cái video này là chắc là cái gì chắc là cũng là video mà khá là nhiều lần quay về cái mạch này ha anh em, để mình lấy một cắt chân linh kiện bỏ. Nha ha, không đưa cái miếng nhôm thì về thì bắt vô thì nó tự động là nó ép lại lại ha, không, bạn gửi cho mình này không không có đưa miếng nhôm gì chứ rồi ha, rồi nè em cắm vô thử ha, rồi, cắm vô thì đèn cho nó sáng nè, rồi ha đầu mở công tắc lên ha. Rồi đèn báo xung nó lên nè anh em, này đèn báo xung nó lên nè, mạch nó là mạch nó chạy rồi đó nha anh em, rồi, mạch chạy ha, đo mấy thông số cho anh em xem nè, đo thông số của mạch chạy cho anh em xem nè ha, rồi thì đầu tiên là hai cái mỗi galo này là phải là không vô, không có gì bàn 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 cãi hết ha, nó không vô đẹp luôn á nha anh em, chứ còn số lẻ ở ngoài phía sau nó cũng không có luôn nha nè, chỉ là 0001 thôi đấy, không có một này là do cái điện trở của cái dây luôn 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 á, rồi đây lấy mình lấy mát nè, lấy mát nè, đo chân số 5 nè, một chân số 5 nè, là chân này có 5 con một nên anh thấy không, nè, chân số 5 nè, rồi chân số 6 thì âm 5 con một nè, đó, chân số 1 là 5 con một, rồi chuẩn hết nha, đấy rồi anh em đóng mất phép 3205 vào là chạy thôi, không có gì to tát ha, rồi anh em mình cắm cũng như lo vô vô nè, cắm như lo vô nè, đấy anh em nghe ù không nè, rồi nè, kích ta thử nè, bóng đèn không nhích luôn 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 ha, còn anh em mà để cái chế độ bảo bảo như vậy là cái bóng đèn này kích vô cái lồng đèn nó chớp 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 liền ha, chớp nhẹ nhưng mà nó cũng là cái chế độ bảo dễ ha, cái này mình cho nó không ngắt luôn ha, đấy tuy nhiên là khi mà hỏi đồ bảo bảo vệ thì nó cũng hoạt động bình thường nha em, và cũng là rất là bền nha, chứ không phải mà đưa ra vậy rồi là hoạt động nó mau hư nha anh em, đây cũng rất là bền ha, và khi mà anh em quýnh mà ôm thấp đó, thì nó cũng có tình trạng ngắt luôn nha, chứ không phải là nó bảo vệ tuyệt đối nha, chứ không phải là tắt cái nó ra rồi nó hết nha, đây ha, rồi đó, đây cái mặt mình nó chạy ha, còn đóng hai con này vô thì nó có nguồn kích lên ha, có nguồn kích lên cho chạy bình thôi, phần chạy bình ha, đây anh em xem mình đóng cái con IC bằng mỏ hàn nè ha, chân rồi cũng rất là đều ha, đấy thấy không anh em, thấy không anh em mà cái kỹ năng mà hàn khò của anh em là nó rất là quan trọng ha, không nhất thiết là phải không không nhất thiết là phải sử dụng cái máy khò mới được ha, tuy nhiên thì cái lúc tháo ra thì cứ phải sử dụng cái máy khò tháo ra thì nó ok hơn ha, tránh tình trạng đứt đứt mặt hay là gì, còn lúc mà mình hàng vô thì dễ lắm, lúc mà tháo ra thì nên sử dụng cái máy khò nha, đấy rồi ha anh em, nên một cặp mốt phét ha, thì cái mốt phét này là mình mua tháo máy ha, mình mua tháo máy ha, thì anh này anh bán là cái hàng tháo máy trong cái mạch mà TC 500 anh em, cái mạch kích điện ha, cái chân nó rất là dài, nó dài như này nè, mình mới cắt bớt luôn á, mới cắt bớt cho ba cho mấy cái chân này nó đều nhau, nó mình cắm cho nó vừa này nè, cắm cho nó vừa mạch này hàng luôn ha, khỏi mất công hàng rồi mới 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 cắt ha,
Thì anh em mua cái MOSFET mới á, là có chỗ bán nhưng cũng không chạy anh em, đưa vô là chạy nó nổ MOSFET chân à. Ha. Đây ha, mình đo mình kiểm tra chất lượng của nó cho anh em xem nè, này 0.5 ha. Đồng đầu này không lên nè. Đầu này nó cái đầu này lên là con này có vấn đề ha. Con này không chuẩn nha anh em. Nè, con này không ok, bỏ ra ha. Rồi nè, con này 0.5 này ha. Rồi cái đầu này nó phải không lên như vậy mới mới được nha anh em. Rồi, khi mà anh em kích vô á là nó lên, là nó phải thông về số 0 mới mới được nha. Đấy. Kích vô vô nè. Nha, nó cũng không ha, nhưng mà nó lên lẹ quá, nó không giữ trạng thái ha. Thì cặp này để đây ha, đây nó cũng chưa chuẩn lắm nha. Đấy thì thường thường là mấy cái cặp mà nó không có chuẩn, nó không chuẩn như này mình cũng không có vứt đi ha. Mình thường thường mình để lại, mình sẽ không có sử dụng cho cái mặt âm 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 thanh ha, mà mình sẽ sử dụng cho nó đóng mở cái nguồn sạc này ha, đóng mở cái nguồn sạc ha, rồi sử dụng cho đóng mở mình làm cái mình cái vụ mình làm cái volume ha, để chỉnh lớn nhỏ đều tốc cho mấy cái motor cái quạt ha, anh em. Đấy. Thì mình làm một cái volume hay mình chỉnh cái điện áp mình kích vô trong cái chân G đó, thì kích vô nhiều hay ít thì nó sẽ đưa ra cái điện áp lớn hay nhỏ ha, để cho một cái quạt chạy nhanh hay chậm ấy. Nè, rồi con này đầu không lên ha, rồi lên 0.5 này, kích qua nè, nó về 0.5 ha, rồi là cũng chưa được nha. Rồi tới cái con này ha, rồi không 0.5 nè, đây về không nè, kích qua nè, đấy như này mới 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 được nha, kích qua nè ha anh em. Nè, nó về không như này nè đó, ha, nó về không như này mới ok ha, này bỏ bên. Thì mình mua cái anh này ha, sao mà có cái đợt này là nó hơi có vài con nó như thế rồi, tuy nhiên là nó không chết nha, nó không phải chết nha, nó còn hoạt động được nha, nhưng mà mình không muốn gắn vô là vẫn chạy tốt bình thường nha anh em, nhưng mà mình muốn là gắn cái dự án nó tốt nhất để cho nó chạy âm chứ độ âm âm thanh hay còn cái phần nguồn, thì mình sẽ để mấy con này để gắn lại cho cái phần nguồn nhỏ ha, cái nguồn 12 đầu nguồn sạc đâu á. Nè, không lên nè, đây lên không, cái là không 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 lên nè, kích qua chân gờ nè, đấy anh em thấy không, rồi thông như vậy là mới tốt nha. Rồi ok ha, thì ở đây anh em nó đo cái tần số ha, đo cái tần số ga của cái chân ghê này nè, đấy, hoặc là anh em đo cái điện áp ga ha, thì đó là cách kiểm tra thôi, chứ thường thường cái phần TL494 này nó không có chết, lý do là có bốn con chanh siêu to điện nè ha, MOSFET nó có chết thì nó cũng chỉ có bốn con này bảo vệ, nên là con TL494 này hiếm chết lắm ha. Tiến hành mình đóng MOSFET vô luôn nè. Thì anh này anh bán cái linh kiện tháo máy này ha anh em, chắc nó chất lượng lắm ha, chất lượng ok á. Ừ, hồi nãy mình quên xả điện ha anh em, mình quên xả điện cái chỗ 12V này nè, cái chỗ 12V này nó cũng có còn tích điện nữa nè. Đó anh em thấy không, làm cái tẹt cái này ha. Đấy, để mà khi nó kích vô, khi mà mình lỡ mà mình hàng á, lỡ mà mình hàng cái chân này á, nó kích có điện áp đột ngột quá ha, là dẫn tới con MOSFET này nó chết ha, dẫn tới MOSFET này chết, nên là xả điện cho 12 ở chỗ đó đó. Mình cắm vô thì nó không sao nha, cắm vô thì giống như cái mạch nó đang có thôi, nhưng mà khi anh em hàng á, nó chập từ chân này qua chân kia á, là mới có vấn đề nha.
Cho nên là mọi thứ là phải xả điện hết nha. Cái mạch này nó làm cái chế độ là nó không có xả điện anh em, nó không có điện trở xả, nên là mọi thứ là mình phải tự xả, mình tự làm hết á. Rồi cái mạch này là hướng dẫn chắc lần cuối cùng nha anh em, này là từ A đến Z hết 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 rồi, đâu còn gì đâu nha. Cái này hơi hơi tối rồi cho nên là mình đây ha, rồi không có cần phải tản nhiệt gì hết á, này nó chạy linh kiện rất rất là mát ha. Chỉ có con A này là nóng thôi, nhưng mà nó nóng nhưng mà nó không chết nha anh em, không phải nóng ở chế độ chết ha. Cái chuyện mà linh kiện nóng với cái linh kiện mà nó chết đó, là khác nhau nha anh em, hiếm có khi nào mà nó nóng cho tới mức độ chết luôn nha. Nên là anh em gờ thấy con này nóng nóng cái anh em cứ thắc mắc, cứ hỏi hoài, con nó chạy thì nó phải nóng rồi. Nó hạ từ nguồn quá cao mà nó hạ về 10, nó hạ về có 9V này, thì nó phải như vậy rồi. Nha, anh em mở ra thử cái ha. Nè. Chạy nè. Ở đây thì cái nguồn do là cái nguồn kích ha. Nó thiên về áp, chứ nó không thiên về dòng thôi, cho nên là nó kích cái áp hơi cao. Cái dòng nó không ấy nên là kích áp hơi cao ha anh em. Đây mình đo cái áp kích cho anh em xem ha. Đo cái áp kích nè. Cái áp mà nó kích ra được là như năm mấy volt đấy. Thì đo giữa B cộng với B trừ nó ra 100. Hay là 5 là 50V. 51V rưỡi ha, 103 nè. Đấy, 103 ha, khi mà anh em quýnh nó sụp xuống thì nó rớt tầm 5V thôi. Nha. Rồi, video này xin kết thúc nha anh em. Xin chào tạm biệt anh em.